Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh BS cho việc ghi băng trên đầu Tech có model là V7010. Đầu này là loại đầu chất lượng cao, đắt tiền. Do vậy mà việc thiết kế cho việc chỉnh định BS trước khi ghi được làm khá kỹ và được đánh giá là đầu chất lượng cao. Thì khác với đầu Sony, khu vực trên mặt máy bố trí có 5 cái nút liên quan đến chỉnh BS, bao gồm nút Calibration Start, hai núm chỉnh BS cho kênh trái và kênh phải riêng biệt, và bên dưới là chỉnh mức BS level cho kênh trái và kênh phải riêng biệt. Để mà chỉnh BS trước khi ghi thì chúng ta cũng cho băng vào trong máy, chọn băng vào trong máy, sau đó chúng ta ấn nút ghi và cho ghi test. Sau khi mà chúng ta ghi thử thì chúng ta sẽ ấn cái nút Calibration Start, viết tắt là Curl Start, ấn hai lần thì lần đầu tiên nó sẽ ra chữ BS. Chữ BS trên màn hình hiển thị thì nhắc chúng ta là phải dùng tay điều chỉnh hai cái núm BS cho kênh trái và kênh phải riêng biệt để cân nhau. Chúng ta cứ chỉnh hai nút này làm sao cho thực sự nó cân nhau. Đó. Như vậy là BS của kênh trái và kênh phải đã được cân. Tiếp theo mình ấn nút Calibration Start lần thứ hai để điều chỉnh cái mức. Lúc này là cái mức của kênh trái và kênh phải đang lệch nhau, thì chúng ta cũng điều chỉnh làm sao cho kênh trái và kênh phải nó đều nhau. Và điều chỉnh cái mức tối đa của nó là sát với cái mức level được quy định ở trên mặt máy. Cái mức ở trên mặt máy chúng ta không chỉnh định quá, nó sẽ nằm ngoài cái vùng tuyến tính của băng, nghe nó sẽ không thật và bị méo. Đó, có thể nằm dưới một chút hoặc là băng không được quá, tùy theo chất của băng. Nếu mà băng mới thì chúng ta chỉ chỉnh định nó dễ hơn rất nhiều. Như vậy đấy là chúng ta đã chỉnh xong BS và mức BS trên 5 cái núm ở trên mặt máy. Như vậy sau khi mà chúng ta được chỉnh được như thế này rồi thì chúng ta ấn stop, dừng việc ghi test và chúng ta tua băng về vị trí ban đầu và bắt đầu chúng ta đưa tín hiệu line in vào trong máy và bắt đầu ghi. Xin cảm ơn các bạn.